안녕하세요. 저는 레디 드리라고 합니다. 마주학원에서 저는 매우 감사합니다. 그래요. không biết là lý do tại sao lại lựa chọn trường đại học Đông Sơn nhỉ? Thì thật ra là em sinh ra ở một thành phố biển và em cũng đã có 3 năm học tại một thành phố biển đẹp nhất Việt Nam, là một nơi đáng sống nhất Việt Nam, đó là Đà Nẵng. Và em cảm thấy rằng mình rất hợp với những nơi thành phố biển xinh đẹp, và em cũng đang theo học ngành quản trị khách sạn tại Đại học Duy Tân, nhưng mà em muốn phát triển bản thân mình hơn và em đã tìm hiểu đến Hàn Quốc và em biết rằng là ở Hàn Quốc có Busan, một thành phố cũng là một thành phố biển rất là đẹp. Nó cũng giống như là Đà Nẵng vậy, nó có khí hậu tốt, nó có biển đẹp, nó kiểu là rất được mọi người yêu chuộng ấy, nhưng mà em muốn phát triển bản thân mình ở đó cùng với lại ngành quản lý khách sạn của mình. Vậy em nghĩ rằng Đông Seo một trường trẻ và em nghĩ rằng nó sẽ mang lại năng lượng trẻ cho em ấy, nên là em đã quyết định chọn Đại học Đông Seo. Và khi em đến đây với map và được các cô hướng dẫn thì em nghĩ là đúng, em đã chọn đúng nơi và em đã đi đến đây, và bây giờ em đã có trên tay của mình là tấm visa của Đại học Đông Seo, em cảm thấy rất là vui mừng. Thế thì không biết là dự định của mình, cái kế hoạch học tập của mình tại trường Đại học Đông Seo, và sau khi kết thúc cái khóa học tại trường Đại học Đông Seo thì Thùy muốn ở lại Hàn Quốc hay là muốn quay trở Việt Nam nhỉ? Hiện tại thì em sẽ có 2 năm để em học tiếng tại Hàn Quốc, và khi đó thì em muốn là em có thể phát huy hết bản thân mình và có thể đạt được topic cao, những như là em không dám nói là em có thể đạt được topic 6, nhưng có thể là 4 năm gì đó để có thể hỗ trợ em khi em lên chuyên ngành tại học Đông Seo. Và khi đã lên chuyên ngành Đại học Đông Seo thì em chắc chắn là em sẽ rất là cố gắng, bởi vì tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho em, ai cũng có thể tin tưởng em, nên là em nghĩ là em có thể làm được. Và em nghĩ rằng mình đã đến được đây thì chắc chắn mình sẽ nỗ lực, và sau suốt 4 năm đó em muốn là mình có thể hòa nhập tới Busan, có thể tìm hiểu được rằng ở đây nó phát triển kinh du lịch như thế này thì mình cũng có thể làm điều đó tại Việt Nam. Nên em muốn là khi em có thể tốt nghiệp Đại học Đông Seo thì em có thể trở về Việt Nam và em có thể cống hiến cho cái du lịch biển của nước mình. Em rất là mong chờ điều đó. Qua cách trả lời của Thùy ấy, chị cảm nhận được là em là một cô gái rất là quyết tâm, và chị tin rằng sau 4 năm, 5 năm hoặc là 6 năm học tại bên Hàn Quốc ấy, thì chắc chắn em khi mà trở về Việt Nam em sẽ là một cô gái rất là thành công. Vâng, em mong là điều đó sẽ trở thành hiện thực, và em nghĩ rằng mọi người đã ủng hộ em thì em có thể làm được, bởi vì là bây giờ em đã có trên tay của mình tấm visa và chắc chắn em sẽ đến Hàn Quốc, đến với Busan và có thể thực hiện ước mơ của mình. Thế thì em thấy cái quá trình mà mình chinh phục Hàn Quốc ấy, thì em thấy cái quá trình đấy nó có khó không? Em nghĩ là tùy người, nhưng đối với em nhá, nó khó cũng khó mà nó dễ cũng dễ, bởi vì em đã tìm đúng nơi và em đã có kế hoạch học tập tốt. Em đã từng bị chửi nhá chị. Em đã từng bị chửi bởi vì em học không tốt. Và sau cái buổi họp hôm đó, đó là hình như đầu tiên của MAP, là em đã tham gia cái buổi họp đó. Và em nghĩ rằng tại sao mình đã đến đây nhưng mình lại không làm được. Và trong khi đó nhá, em, chị ơi chị không biết đâu, em đã cầm máy lên và quay video lại em khóc cơ. Sau đó là em bảo là ôi mình phải cố gắng hơn, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn 1 tháng nữa bọn em phải phỏng vấn. Và từ hôm đó em học nhiều hơn, em cảm giác là nếu mà mình muốn đỗ thì mình phải học nhiều hơn, bởi vì chỉ có năng lực của mình mới có thể làm được điều đó. Và đấy, như thế mà em đã học, nghĩa là mình muốn làm, em không biết là những top 1, top 3 như thế nào, bởi vì em đang đi top 2 ấy. Nhưng mà nếu mà top 2 với đại sứ quán thì em nghĩ là khó, và em đã dựa lên cái khó đó để cố gắng bản thân mình hơn, và hiện tại thì em đã làm được. Với cái quá trình mà mình đã tự bứt phá bản thân, tự vươn lên chính mình ấy, thì đến ngày hôm nay khi mà mình gặt được thành quả là nhận được trên tay tấm visa rồi, thì chị nghĩ là em có rất nhiều cảm xúc, những điều chia sẻ muốn gửi đến các thầy cô ở MEP và các chị ở bên tổ hồ sơ, đúng không? Thế không biết là em sẽ nhắn nhủ gì đến các chị nhỉ? Trước tiên là em sẽ rất là cảm ơn cô Hoa, bởi vì người chửi em đầu tiên chính là cô Hoa. Cô sẽ, hôm đó là em bị cô Hoa nói kiểu cô không chửi bọn em, nhưng mà cô nói với bọn em biết rằng bọn em đang làm cái gì, bọn em biết là bọn em phải cố gắng hơn ấy, nhưng mà kiểu hôm đó là em rất là cảm ơn cô Hoa, bởi vì sau ngày hôm đó em đã lập lại kế hoạch của bản thân. Trong 1 tháng duy nhất để em có thể là đi phỏng vấn đại sứ quán, và sau đó là em đã có cô Quỳnh là người có thể cho em là cô không mang em hy vọng đâu, cô chỉ cho em là năng lực của em ở đây, em sẽ đến đây và cái của hồ sơ của em như thế nào, cô sẽ nói cho em một cách thẳng thắn nhất. Và em nghĩ rằng dựa trên điều đó mà em biết là năng lực của em ở đâu, em có thể đến nơi đâu, và các chị hồ sơ sẽ làm hồ sơ cho em rất tốt, bởi vì các chị ấy sẽ cho em biết rằng mình đang thiếu cái gì, mình cần cái gì, và bây giờ em phải cần bao nhiêu thời gian, cần cái gì, và phải
là hoàn thành trong bao lâu để em có thể nộp cho đại sứ quán sớm nhất và cầm trên tay tấm visa này. Nên là em rất là cảm ơn. Còn ngoài ra một người rất là quan trọng đó chính là cô Hạnh. Cô đã trong suốt thời gian em học ở đây là cô Hạnh là người đã dạy bọn em lớp phỏng vấn. Cũng là người kiểu em không biết là cô Hạnh có cái điều kỳ diệu gì nhưng mà cô Hạnh ôn rất là chuẩn. Cô Hạnh đó cũng trước khi em đi phỏng vấn là cô Hạnh đã chửi em, chị cô Hạnh bảo là sắp phỏng vấn rồi mà nói như thế à. Sau đó là em cảm giác sau đó tối đó về em cũng phải rất là học chăm chỉ. Sau đó ngày mai cô Hạnh lại hỏi em câu đó tiếp rồi là kiểu cô cảm giác được là em đã cố gắng và cô chỉ cười cũng không nói gì thêm. Và em rất là cảm ơn các chị ở MAP, các thầy, các cô. Nên là em bây giờ em vẫn rất là cảm ơn rất là nhiều. Nghe xong câu chuyện của em ấy thì chị cảm thấy thật sự là xúc động. Thật sự luôn. Em cũng rất là xúc động. Chẳng biết nói gì hơn lúc này, chị chỉ muốn gửi lời chúc mừng đến em và chị mong em sớm trở thành một sinh viên ưu tú của trường Đại học Đông Sơ thôi. Vâng, em cảm ơn chị. Chúc mừng em nhé. Các bạn khác cũng sẽ làm được như em khi mà đã quyết định cho mình rằng mình nên đi đâu, mình nên làm gì và mình muốn làm gì ở nơi đâu. Em nghĩ là chắc chắn nó sẽ như thế. Một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Hẹn gặp lại các bạn tại Du học MEP và trường Đại học Đông Sơ nhé. Nè, 안녕하세요.